Hơn 40 năm neo ghe trên sông Sài Gòn, chú Ba Chúc đã dành lại sự sống cho hơn 300 người. Và thậm chí là chú đã vớt hàng ngàn thi thể. Khoảnh khắc của cuộc đời, và cũng chính là động lực, cảm hứng để chú Ba Chúc thực hiện cái công việc mà tưởng chừng như không ai dám làm, xuất phát từ người cha thân yêu của chú. Chứng kiến quá nhiều trường hợp những người tuổi còn rất trẻ mà vẫn chọn lấy cái chết trên sông, chú Ba Chúc muốn nhắn nhủ đến tất cả mọi người, tất cả các bạn trẻ, hãy trân quý mạng sống của mình. Chú nói rằng là hãy cười tươi, vui vẻ trong bất kỳ trường hợp nào của cuộc sống. Vì chỉ khi mình suy nghĩ tích cực á, thì chúng ta mới có thể đối mặt với tất cả những điều tiêu cực. Và cách đây một ngày, khi mình đăng video clip này, chú đã cứu sống một cô gái trẻ xinh đẹp, chỉ vừa tròn 24 tuổi, chọn cách là quyên sinh tại cầu Bình Lợi, nhảy xuống sông Sài Gòn để tự tử. Cũng may mắn là được chú cứu kịp. Đây là một trong số rất nhiều trường hợp được chú cứu sống. Và hôm nay Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về câu chuyện này, và cùng xem video clip để hiểu rõ thêm và càng trân quý cuộc sống nhiều hơn nhé. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại Ngơ Trăng Long, quận Bình Thạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước mặt cô bác quý anh chị là cầu Bình Lợi. Dòng sông này có rất là nhiều bạn trẻ dại dột thường gieo mình xuống đây để kết liễu cái cuộc đời của mình. Cũng gần đây thì đây là cái ngôi nhà của chú Ba Chúc, người anh hùng thầm lặng chuyên vớt xác cũng như là cứu những bạn trẻ mà dại dột trong những cái chuyện tình cảm hoặc là nợ nần. Hôm qua thì chú mới vừa cứu sống một bé gái khoảng 24 tuổi. Không biết là gì, cái câu chuyện gì mà bé lại quyên tìm cái con sông này cũng như là cây cầu này để quyên sinh kết thúc cuộc đời mình. Và để tìm hiểu thêm về điều đó thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nghe chú Ba Chúc, người anh hùng thầm lặng làm những cái công việc rất là thiêng liêng, chia sẻ về cái câu chuyện của... Con chào chú Ba. Và bây giờ thì mình với anh Hoa sẽ cùng đi theo chú Ba để mà nói về cái việc mà cứu người của chú Ba đó mọi người. Đây là một cái chiếc ghe nè. Nhà của chú Ba thì khi mà cất á, để một cái cửa sổ trống trống vậy để mà tiện việc quan sát cứu người cũng như là vớt xác người mà đã chết á. Đây ạ. Chú Ba. Rồi, cảm ơn. Chạy ra ngoài đó ha. Bước ở chỗ nào chú Ba? Đoạn này đi, đoạn này trước đi. Dạ. Cái đoạn này mà hôm qua là cô bé. Chú bớt con bé đó. Cô bé sinh viên mà đã tìm cái tìm cách kết liễu cuộc đời mình nè. Và đây là cái xuồng mà chú Ba hàng ngày dùng để vớt xác cũng như là cứu người đó mọi người. Dòng sông Sài Gòn hiện nay thì chảy rất là xiết luôn. Và việc mà bế tắc trong cái cuộc sống thì những người trẻ tuổi dại dột thường tìm đến cái dòng sông này để mà kết liễu cuộc đời mình. Sông này thì cũng rất là sâu nha mọi người. Và đây là cái cây cầu Bình Lợi nè. Nhưng mà làm sao mà chú Ba hay được? Đi vì trên cầu người ta la. Người ta la, cái là chú... Hồi đó chú làm gì và... Lúc đó là chú là đang làm cái công việc gì? Coi như là cũng phụ bà nấu nướng rồi. Bảo tôi mệt quá rồi, tôi nằm tôi nghỉ một tí rồi. Bà nấu đồ ăn như rồi thì... Tôi...
gọi tôi dậy ăn thì chưa mới nằm chiêu chiêu cái thì người ta ra cứu cứu bà vợ tôi, vợ kia ông gần ngoài kia có người ta nhảy cầu hay sao mà ông ra ông giúp người ta, cái tôi bật dậy ở đây xuống ga nổ máy chạy chạy trên đấy 2-3 vòng không thấy, bắt đầu xuống người ta chỉ bắt đầu xuống như này thì mới thấy ngon ngon ở đây bo bo kia, tôi mới bo bo hai thằng cũng chạm tới à. Nhưng mà bên kia thì vớt ra nè. Chú Ba thì phụ lấy đồ đồ lên. Dạ. Cái lúc mà chú Ba xuống đây á, thấy con bé thì thấy tình trạng nó sao rồi, hồi đó sao? Cứ ngấp mà uống nước no. Thấy đuối lên ha. Đuối rồi. Hồi đó mà không ra kịp nữa là xong rồi ha. Xong rồi. Vậy là chỉ còn khoảng 30 giây nữa thôi thì chắc có lẽ là chìm. Đúng rồi, còn 30 giây là chìm thôi, không có đông bèo thì không kịp kịp. À lục bình hả? Lục bình á. Nhảy gớt nằm trên lục bình luôn. Bí vào lục bình chứ không có lục bình thì chắc cô ta chắc cũng không sống được, tại vì người nhà trên bờ xuống này chỉ giá gạo vài cái này người ta chìm đi. Dạ. Ở trên đó xuống đây là khoảng bao nhiêu trên đây mét hả chú ạ? Có độ gần 300 mét. 300 mét trôi ghê trời. Dạ là cứu ở đoạn đây à, cứu à đoạn giờ đây. Là trôi tới đoạn đây là dạ. Chú mới thấy là cánh tới cây cầu khoảng 300 mét gì đó, mấy vòng bắt đầu mới chạy, người ta chỉ xuống đây bắt đầu chạy đi bo bo kia với tôi hai cái này kịp thời bo bo bắt được tôi thì với được cái áo nó cứ hát đại đó ha. Đúng rồi, nó kêu cứu người thì ông này thằng nghe đứng một cái là ông ấy phóng ra là ông chạy ra thôi. Là nó lại trước khi đi thì nó lại còn cầm cơm, một cầm cơm nó cầm cơm gọi bố mẹ nó lại có về cơm, con cầm cơm bố mẹ người cơm nên mẹ mua rau về, mẹ mua thức ăn về rồi ăn. Nó bình thường chứ không, người làm cơm xong nó bảo con bé em là mày xuống canh được cơm đi nhá, tao đi đường này chút. Thế thì chút thôi. Hả? Tao đi. Ra một mạch là lấy xe là phải là thẳng lại luôn. À, mà coi như là tôi thấy lúc trước thì không có gì, cái tôi vừa mới nằm vậy tôi nói với vợ tôi một câu là em nấu cho tôi đồ ăn đi, tôi nằm nghỉ tí, nó cầm cơm xong người sáng cũng đi làm việc cũng hơi mệt, ngoan lắm con học hành học giỏi chứ mà vâng ông ấy chỉ cầu có cái gì kìa, người ta nhẹ nhàng cầu gì đó mà nó chơi bời gì đâu, 19-20 tuổi à, cháu 24 nó hơi nhỏ rồi. Đẹp gái. Đại học tây ra trường 24 tuổi hả cô? 24 tuổi. Học xong nhà trường rồi đơn xin đi làm này. Thì có gì đâu. Bị áp lực cái gì đó cho nên nó suy nghĩ nó buồn. Vâng. Nó có bồ chưa? Chắc có tuổi đó chắc có rồi. Mới vừa ra trường mới quen nhưng mà được nào vài ba tháng nay nữa. Chắc có bồ chắc có. Nhiều đứa mình kêu nó vô đây tổng hỏi sao thấy con, là tôi phải là hồ con bỏ đó, con có hồ nhưng mà hồ con bỏ quên người khác. Trời đất, chúng mày sao ngu vậy? Cha mẹ chúng mày nuôi từ nhỏ tới lớn đến 20 tuổi. Rồi tự nhiên chúng mày ra nhảy đụng cái như vậy. Chúng mày sao mày dại thế? Rồi cái người đó chúng nó chết thì người bố trẻ lắm tiếng nữa. Người sống có chết sống nổi. Tiếng là còn khổ nữa. Nó hỏi là nhớ nó có cái gì thì có sống nổi nhất. Cũng đứa nào tôi cũng 24 năm đèn này thì không ăn, không đánh ngóng kẻ nào, chỉ bố chỉ nói là quỳ bố nhé. Đùng gà nó như thế thì ai biết. Nó học giỏi. Chơi cái gì hết, chơi bời gì hết. Không biết nó nông nổi cái gì, nó buồn, nó không kiềm chế được là đi về. Khi nhà mà nghe tin là sừng sốt hết, không một ai nghĩ là nó sẽ. Vì là cưng nó như cục vàng, nó được quỳ các chiều. Thím, chú ruột. Con là cha. Anh là cha cô. Cha. Đây là em. Cha với mẹ. Con ở ngoài ngoài Hà Nội. Thanh Oai Hà Tây ấy. Nhảy cầu Sài Gòn là xong rồi. Ở cả nhảy cầu Sài Gòn thôi, cho ai đâu mà gần đó. Nó gần nhà chú Ba nè, ông ở đây ông giọt ra rằng. Nó còn gái nữa. Mà nhờ là hai đứa sinh viên kia nó kêu nhanh. Có hai đứa sinh viên là kêu luôn hả? Nó kêu quá cho nên là ông ở đây ông ra gái nữa. Vậy là khi mà bé nhảy thì hai bạn sinh viên nó hô lên. Hô lên thì chú Ba mới hay mới chạy ra. Bên kia chạy qua bên chỗ cano rồi. Cano dạ. Mày anh cano anh lại đương sửa tàu đấy anh. Dạ. 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 Dạ
Đây chân cầu cho nó mát ha chú ba hả? Đây cái điểm này, cái điểm là đây là cái điểm mà có cô gái đó. Bây giờ lại chân cầu đã chia sẻ tiếp câu chuyện nha chú ba. Thấy ở trên kia chiếc xuồng của chú ba có một cái ốp nhang nè. Tự nhiên lòng giật mình cả hai anh em à. Quảng hồn không anh? Ôi ơi. Chú ba nói chú thụ nước. Trời nghe ơi, nó ấn quá. Lạnh hồn. Dòng sông này nước chảy xiết lắm. Sông Sài Gòn mà lúc mà những cái nước mà lớn thì nước nó chảy ghê gớm lắm. Bây giờ thì chú ba tìm một cái niệm điểm neo đậu ha. Rớt xuống không lớn là chú ba là vớt xác là vớt nhiều xác là, chứ còn, còn cứu người không thì rất hiếm. Hôm qua cứu được á là trước giờ chú ba là nhiều ca không như nhiều là lắm rồi chứ cái giờ là tôi mới coi như là cứu rất nhiều, cứu sống á, cứu sống rất nhiều. Một năm của tôi là mấy năm về trước thì nói hẳn cái này ít không. Một năm thì độ 5-6 người. Còn mấy năm từ năm 2000 trở về đây nhiều nhiều, nói thẳng ra là từ năm 2000 về đây là có một năm có khi là 10 người trên 10 người không chừng, có năm thì không tới. Tôi cứ tính trung bình thôi. Một năm khoảng 10 người. Một năm khoảng 10 người. Dạ. Nhưng mà theo chú ba nhiều năm á, theo dõi thì cái độ tuổi á là nó đủ thành phần. Coi như nói thẳng ra là lớn tuổi cũng có, 40 mấy tuổi cũng có, rồi 30 mấy tuổi cũng có, 10 mấy tuổi cũng có, nó đủ thành phần đấy. Có khi một lần tôi cứu hai người, một cặp vợ chồng không chứ. Vì mà một người nhảy trước thì người cháu nhảy xuống cứu. Nếu nhưng mà cứu không được thì có khi là đu đi hai người luôn. Có khi là tôi mà không lẹ thì là đi hai người. Nhưng bây giờ không biết qua rồi xong đây là có khi được. Tôi không nghe thấy gì rồi. Nếu mình nghe mà người ta la lên hay hoặc là tôi ở trong nhà mà thì bắn nước là tôi phải nghe thế. Nó như một cái phản xạ tự nhiên rồi từ trước giờ, bởi vì cứ nhiều quá cho nên là bây giờ miễn là nghe người ta la lên là chạy ngay. Chạy ngay. Là hay là người ta đứng trên cầu, người ta đứng với trên cầu là ok, ra liền. Đối với một người mà xuống nước á, họ không biết bơi á thì rất là khó. Họ xuống dưới họ gọi là tay chân đồ loạn trọn hết à. Và đặc biệt họ phải gặp người cái điểm nào mà bám được thì họ bám. Đúng rồi. Khi chú ba thì cứu những người đó thì chú ba sẽ làm cái cách nào mà chú tôi cứu? Này cái dây này, cái dây này là nếu mà tôi mà nhảy xuống sông là tôi phải cột cái dây vào tay phóng theo người đó. Khi mà người ta coi như cuối cùng người ta xuống sông á là người ta nhảy là xuống này nổi lên, chuyển xuống nổi lên, nó có 3 lần thôi. Là nếu mà mình ra tới đó mà mình không kịp nắm được người ta là mình thấy cái dây thì vừa cột kia và đó vừa cứu người đã. Là tôi cột cái dây vào tay là tôi phóng theo để cho người ta biếu qua mình, mà là bây giờ người ta hoảng loạn, người ta biếu qua mình là mình cầm cái dây rồi mình kéo lên để thôi người ta gặp mình luôn. Có thì người ta cứ đè mình xuống không. Thế cho nên là mình cái dây này là nhờ cái dây này. Lúc nào là nhảy xuống nhảy là phải cột tay. Cột tay ngay. Cái dây này vào tay là tôi phóng theo. Cái dây này tôi vừa cột thuyền và vừa cứu người. Còn cái dây này là có đầy đủ đường này. Cái dây này là cột xác. Trời ơi. Dây này là cột xác. Dây bao tay. Trời ơi. Dây tôi thì nó là cái này không thiếu. Đây, đây là cục xác. Đây là chuyên gia cục xác. Cái nắm dây cục xác. Nghe rung rợn. Rung rợn quá chú ạ. Bao tay này để dùng nắm hơn. Cái nắm dây này là cục nhiều xác vậy chú ba? Một năm tôi mua 4 kg.
một năm này là hết quần này. Mỗi lần cột là bỏ, cột là bỏ. Một cột là bỏ. Là một năm kia là... Một năm là hết cái cục này. Mỗi lần mà tôi gửi, người ta mua là hết 4 kg. Một năm mà tôi chạy hết 4 kg. Có khi cặp cái xác. Thôi chú sợ sẽ chờ nhiều quá. Cần tốt. Có khi là biết sao không? Có khi là cột xác ở bên đây. Mà nó nổi trên bờ mình thân không nổi. Cột bên này truyền cái dây cho bên công an về là cách xa khoảng trình độ gần 100 mét thì cột vào đó. Xin khi mà ôm cái cục đá đó, mang cái cục đá đó là thì chút mất luôn ha. À thì đấy, đổ nhớ trên này. Là sao chú Ba có thể kể lại nghe chú Ba? Này coi như là nghe nói đâu là cái cô mà em chị họ nói là đêm hôm 14 á là xuống ngay nhà tôi, nói là ở chính vườn 27 á là nghe là có cái xác chết đó. Thì cô bắt đầu xuống đây nói với tôi một câu là: chú ơi, con nghe nói một cái cô cái xác mà em con thì mất tích 3 ngày nay rồi, con kiếm chưa được, bắt chút chú giúp con ra ngoài đó, con giúp con. Thì tôi cũng mời cô xuống đây ra, chạy ra đấy không còn. Thì tôi mới nói với cô ta một câu là: thôi cô cứ đi về, sáng mai 6 giờ sáng mai rồi xuống nhà tôi chỉ kiếm ăn được. Thì 6 giờ cô chưa xuống thì 6 giờ tôi ở đây thì người ta đi làm ấy, làm cho chúng người ta chỉ thôi nè, bớt kéo ngay cậu bị lợi mình. Sau thì người nhà có kể lại mình có công chuyện tại sao mà đứa trẻ đang học vậy mà lại bỏ cục đá mà nhảy xuống sông để chết rồi. Cậu có câu chuyện gì không biết? Chính bố mẹ của em Nguyễn vào đây cảm ơn tôi và tôi cũng có hỏi mà gia đình bố, chính bố mẹ nói với tôi một câu là không hiểu cháu thế nào tôi cũng không hiểu. Thì mình biết vậy thôi chứ biết thì nó mới vậy. Từ cái cậu sinh viên Nghĩa quê ở Bình Định và bây giờ là cái cô bé này nó là chứng tỏ là cái lứa trẻ người ta sốc tâm lý, nhưng mà đôi khi người lớn người ta cũng không biết cái chuyện gì luôn. Đúng rồi. Đúng, người nhà không biết gì mà đây. Nhà rất là thương yêu. Đúng rồi. Đây. Tôi nói thật từ bố mà nghĩa đến hôm nay là tôi vớt như vậy là 10 người. Trời. Ôi trời ơi. Là mấy tháng rồi chú Ba? Mấy tháng nay, từ bố nghĩa này là hôm nay là... Nghĩa là cách nghĩa là tháng mấy? Cái cậu xe ôm ha, hồi trước cái cậu ráp á, chú Ba cũng nhớ á, cậu ráp á. Ráp, đây là chị không nói từ bố nghĩa thế này thôi. Là 10 người. 10 người. Là nhảy cầu này thôi. Không, thành đa, vớt đi thành đa rồi vớt quận 9. Rồi vớt với ông Tố, rồi vớt Bình Phước, rồi cầu Sài Gòn. Biết rồi chú Ba là trước kia sống bằng nghề chạy lưới, nay sống bằng nghề vớt xác luôn rồi. Đi vớt xác. Không phải, tôi không phải là cái nghề của tôi vớt xác. Không phải nghề, đúng là bản nghề. Chú Ba làm nghề chạy lưới hả? Hồi xưa thì nói thẳng em bánh bánh cá. Yeah. Nhỏ thì đi với bố. Đầu tiên là nghề chạy lưới, nhưng mà sống ở cái bến sông Sài Gòn này, rồi nhiều người tự tử rồi cứu. Nói chung là thì thương người rồi cứu, rút cuộc là cứu, biết là nhiều quá rồi đã thành có tiếng luôn. Bây giờ ai chết là đau hoặc ai nhảy cào đau là điều kêu ba chút. Gọi là chú ba chút dứt xác luôn. Rút cuộc là nó có một công việc như thế này luôn. Nhưng mà con thì thấy là nhà của chú Ba với thím Ba khá là đơn sơ. Cái cuộc sống hàng ngày của chú Ba thì làm cái công việc gì để sống hả chú Ba? Thì nói hàng giá là cái ghe này là coi như là tôi có cái điện thoại, ai kêu gì tôi làm đấy. Như như người ta xà lan, những cái xà lan nó chạy qua đây này là nó gọi tôi, nó neo ở đâu đó này. Gọi tôi đưa vào bờ, đưa đò. Như cái thằng người chạy xe ôm trên bờ vậy. Rồi đôi khi người ta ra đổ cá, người ta có nhà
do đội chạy giá đầu cá mày thôi. Thứ nhất là nhiều người thì cho được 50 trăm 200 gì đó, thứ nhất là mình kiếm cái tiền này ăn, thứ hai là mình có cái tiền giàu rồi đậu lòng đổ sang để cứu vớt người khác. Chú ba là năm nay là bao nhiêu rồi? Sinh năm 57, năm 7 thì năm nay khoảng 64-65 gì đó. 1957. Đối với cái công việc vớt xác này thì gọi là có duyên với nghề làm mới được, chứ không phải người nào làm cũng được. Thì đối với chú ba thì nó có khó khăn gì không? Nói thẳng ra là thì không phải cái nghề của tôi là cái nghề vớt cứu này đâu, nhưng mà tôi thì vì nói thẳng ra là mình cái lòng mình thương người ta mình mới làm, chứ còn không thương người ta không lại thể làm được. Tới hôm không chịu được nhưng mà mình cố. Cô bé sinh viên qua nhảy cầu qua nghe sinh lắm hả? May mà nhờ chứ không là sao. Bữa nay là người nhà khóc hết nước mắt rồi. Đúng rồi. Nếu mà hôm qua mà không kiếm việc thì hôm nay bắt đầu nổi nè. Đúng rồi, khóc hết nước mắt rồi. Đúng rồi. Bởi vì người ta có đứa con gái, người ta cưng quá trời, cưng như cưng trứng luôn mà, cưng như cục vàng mà, người ta dùng cái từ gọi là cưng như cục vàng mà. Vậy chú ba có lần nào mà muốn nhắn nhủ với lại các bạn trẻ, những bạn mà bế tắc trong cuộc sống không? Thì tôi cũng mong muốn em như vậy. Tại vì con người trời đất, bố mẹ sinh ra mình, trời ban cho mình cuộc sống, mình đừng nên một cái gì bế tắc của mình, đừng nên để nhảy phí cái cuộc đời. Các bạn thử vô các cái bệnh viện mà coi, người ta bỏ biết bao nhiêu tiền ra, người ta không sống được cái mạng sống, tại làm sao mình khỏe mạnh như thế mình mà này đừng trong để phí cái cuộc đời. Cha mẹ mình sanh ra mình, trời đất cho mình sống ở trên mặt đất này, là mình chưa đền đáp gì cho cha mẹ mà sao lại làm khổ cho cha mẹ nhảy xuống sông. Thứ nhất là bố mẹ, cha mẹ khổ, rồi nói thẳng ra là nếu mà sống ấy thì không nói nhiều, chết ấy thì khổ nhiều cái đó. Là phải nhờ người đi tìm đi kiếm xác con mình ở đâu, rồi nó nhiều cái lắm. Cho nên tôi nhắn nhủ các bạn trẻ, mình làm sao mà sống dù có bế tắc cỡ nào chăng nữa thì mình cũng đừng nên kiềm chế lại để mình sống, để cảm ơn trời đất đã cho cuộc mình sống. Như tôi nói thật chứ, ở trong vô cái bệnh viện này, người ta bỏ bán cả nhà cả đất cả cho một cái gia tài không cứu được một cái mạng sống, vậy là quá phi. Mình khỏe mạnh mà nhảy xuống sông rồi, vậy là quá phi. Qua đây thì cho mình cũng chia sẻ thêm một xíu nữa. Đôi khi nó rất là hay mà thật sự ra có nhiều người họ bỏ cả một cái gia tài, họ làm rất là nhiều đời rồi mà người ta không cứu được một mạng nữa. Chứ đâu phải là bởi vì mình đang khỏe mạnh, đang trẻ, chỉ vì một cái sắp một cái tâm lý gì yêu đương, hoặc là vì trắc trở một xíu trong cuộc sống, tự nhiên mình nghĩ tới chết là quá phi. Thật ra thì cái người chết á, nó để lại cái nỗi đau cho người ở lại rất nhiều. Thậm chí là cả một gia đình họ suy sụp, bỏ hết tất cả để mà vì cái người đã mất. Thì chú ba chia sẻ rất là hay, có nghĩa là hãy trân quý cái cuộc sống này. Thậm chí rất là nhiều người bỏ rất là nhiều tiền chỉ để muốn giữ lại cái mạng sống thôi, để còn được cái hơi thở để đoàn tụ với gia đình là vui. Thì có một cái câu chuyện là có một hôm nay thì con đến đây để con cùng với lại anh Hoa đến đây nghe chú ba chia sẻ là cái câu chuyện về một cái gọi là người hùng thầm lặng ở trên cái con sông Sài Gòn này. Thì con thay mặt cho cái chị Giáng Thu, chị này thì mất rồi, chị này người thân của chị thì gửi cũng như là muốn gửi con đi trợ duyên để mà hồi hướng công đức cho chị. Chị này cũng mất trẻ, bệnh thì mất trẻ nhưng mà cũng gia đình cũng khá giả, nhưng mà cũng không có cứu được, giữ được cái mạng sống của chị.
tại vì chị bệnh hiểm nghèo. Thì hôm nay thì con thay mặt cho gia đình của chị gửi cho chú Ba 1 triệu để mà hồi hướng công đức cho chị, cũng như là tiếp sức cho chú Ba làm cái công việc thiện nguyện mà coi như là bất đắc dĩ. Chúc chú Ba luôn có sức khỏe cũng như là hồi hướng công đức cho chị Giáng Thu. Tôi cũng xin cảm ơn cô Giáng Thu đã giúp đỡ tôi 1 triệu. Thứ nhất là nếu mà tôi không có tiền ăn thì tôi lấy cái tiền để ăn, nếu mà tôi không có dầu xăng tôi mua xăng để làm việc cho những cái người khác. Vậy cảm ơn cô rất nhiều.